Zalo xin mến chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Zalo. Và đây là video vào phát hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2021 ạ. Vâng, và tiếp tục trong những cái video hàng ngày của Hoàng Zalo thì hôm nay thì Hoàng Zalo sẽ gửi đến các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Đó là một đôi loa và một chiếc âm ly. Hai sản phẩm này đều đến từ đất nước Nhật Bản các bác nhá. Và trong clip ngày hôm nay thì Hoàng Gia sẽ test cũng như là sẽ quay chi tiết và cuối cùng sẽ là báo giá ở phần cuối video. Mong các bác xem hết video và để đón nhận được những cái báo giá tốt nhất các bác nhá. Vâng ạ, trước khi vào video này thì Hoàng Gia đều cảm ơn các bác rất là nhiều khi đã quan tâm và đang xem video này, và cũng như một số bác đã quan tâm và ủng hộ những cái sản phẩm của Hoàng Gia đều trên mọi miền Tổ quốc. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và nếu đặc biệt hơn, nếu thấy video nào của Hoàng Gia đều lên mà thấy hay, các bác vui lòng hãy nhấn nút like các bác nhé. Hãy nhấn nút like ở dưới màn hình có cái nút like giống hình ngón tay này, các bác hãy nhấn vào đó. Và nếu bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng hãy nhấn vào nút màu đỏ có chữ đăng ký kênh và rung chuông để được cập nhật những clip mới nhất và những sản phẩm mới nhất mà khi Hoàng Gia lên sóng là sẽ tự động thông báo về cho các bác nhé. Đấy, ngoài ra thì bên em còn rất nhiều loa các bác nhé, thì các bác có nhu cầu như nào thì cứ báo lại nhé. Nhiều khi là quay một đôi lên thì nhiều bác lại bảo là ngày nào cũng thấy có quay có một hai đôi loa thôi. Thì trong này Hoàng Gia còn xếp rất nhiều loa các bác nhé. Loa karaoke này, loa nghe nhạc này, dàn này, rất nhiều các bác nhé. Vì kho hàng nó hơi chật nên là Hoàng Gia cũng đang phải xếp cho nó sát vào nhau và xếp cao lên thì mới có cái không gian để chứa các bác nhé. Đấy, Avon nó biết cả Kenwood, Pala này, rất nhiều. Đấy, các bác i5, i7 này thì Hoàng Gia sẽ lên clip cho các bác vài cái clip tới nhá. Sẽ lên một số cái đôi loa i7 này. Đấy, rất đẹp. A9 này thì nó hơi bên trong nó hơi sâu thì ngại kéo đồ ra, thì clip này sẽ lên sau cho các bác nhá. Đấy, ngoài ra thì các dòng âm ly cỏ cũng còn rất nhiều các bác nhá. Đầu CD âm ly này, loa AR4 này, loa karaoke Boss 301 seri 5 này, loa gì nhỉ? Loa Clifton này. Đấy, còn một số cái mẫu loa này cũng chưa lên sóng các bác này. E700 của Pioneer này cũng chưa lên sóng này, sẽ lên clip cho các bác nhá. Đấy, nên dần dần thôi bởi vì là không thể lên kịp hết được các bác ạ. Và mong các bác thông cảm nhá. Các bác cứ đăng ký kênh đi, hãy đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo. Bởi vì sản phẩm là Hoàng Gia sẽ lên hàng ngày cho các bác. Nên là các bác hãy nhớ đăng ký kênh để được theo dõi. Vâng, và quay trở lại video chính trong video ngày hôm nay thì hôm nay thì Hoàng Gia muốn giới thiệu đến các bác đó là một đôi loa có cái model 66RX của Onkyo. Đôi này thì thứ nhất nói về độ thẩm mỹ thì đôi này loa cực kỳ đẹp. Đẹp vì sao? Thứ nhất là nó cấu tạo là cái thùng này nó bằng vân gỗ rất là đẹp các bác nhá. Đấy, vân gỗ rất là đẹp. Màu vân gỗ thì cực nhiều bác thích rồi. Kê sang và nó sáng nhà chứ không bị tối như màu đen. Đấy, 66RX, loa 3 đường tiếng nữa. Đặc biệt về nói về chất âm thì nó lại loa sở hữu loa 3 đường tiếng nữa. Đôi loa này các bác có thể vừa hát được, vừa nghe nhạc các bác nhá. Hát được và nghe nhạc được. Bản chất của dòng Onkyo này các bác nhá, cấu tạo của nó cực kỳ khủng luôn. Thứ nhất là về cấu tạo về củ loa, nó là từ 5 châm từ kép. Từ 5 châm kép nhá, phân tần là 3 phân tần. Đấy, 3 phân tần riêng đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa là cái cấu tạo của loa này, thùng loa làm rất nặng luôn và hậu rất sâu. Các bác để ý rằng những đôi loa bass tầm 25 như này làm gì có cái hậu sâu như này các bác. Hậu con này rất sâu luôn. Đây em sẽ lấy thước em đo thực tế nhá. Bởi em bán loa rất là nhiều các bạn đã biết rồi. Riêng Onkyo 66RX, 77RX nó sở hữu luôn luôn có cái thùng rất sâu và rất là nặng. Đặc biệt là thùng rất là nặng các bác nhá. Đây này các bác để ý là chiều sâu của nó tới 33 cm. Đấy là chiều sâu. Chiều sâu của lớn lên chiều ngang các bác ạ. Đấy, cũng 33 rồi này. Đấy. Chiều sâu nó dã man như thế không? Chiều cao của loa thì em đo như này nhá. 59. Thùng rất nặng nhá. Nó phải nặng khoảng 25 kg một thùng. Đấy. Và bản chất cái dòng loa này vừa nghe hay vừa bày đẹp các bác nhá. Thứ nhất là nó đẹp, là nó rắn, tức là nó là giả gỗ vân gỗ rất là đẹp này. Thứ hai là nghe nó hay, là đặc biệt là nó kết hợp được rất nhiều các dòng âm ly. Những cái dòng âm ly không cần quá cao cấp, không cần quá đắt tiền, nó có thể ghép rất là phù hợp. Đấy, thì các bác có thể tham khảo thêm một số cái mẫu âm ly, ví dụ như AU Alpha 607 này, rồi là Alpha 607 LX Cha này, rồi nó nhiều dòng âm ly đánh đơn giản lắm. Pioneer nhất, một số các dòng này đánh tốt dòng này luôn. Đấy,
bát và chung của nó thì đều sở hữu là gân mút cao su nhá, gân cao su. Đấy, gân cao su của bác này. Đấy, đều sở hữu gân cao su nhá. Đấy. Các tuyến loa của rất đẹp các nhá. Trừ có cái gân này là có những cái gân này là mục là phải lên gân các bác và thay nhá. Gân loa chung này. Loa chung này cũng là gân cao su này. Loa bát này cũng gân cao su này. Đấy. Cái dòng 66RX 77RX này đa số về đều mục gân các bác nhá. Em nói luôn cho bác nhé, đều mục gân hết. Nên là các bác đòi gân zin của nhà sản xuất là không có đâu. Đấy, em cũng phải khuyên các bác như thế. Còn quan trọng là các shop khác, các cửa hàng khác người ta có thật lòng để nói về cái vấn đề này không thôi. Thì các bác quan trọng cứ hỏi người ta rồi và người ta có dám cam kết không thôi mới là quan trọng. Còn với Hoàng Giao Đô thì luôn nói rõ sự thật. Đôi này là nói luôn cho các bác luôn là nó là dòng này về thì con nào cũng phải mục gân và phải thay. Mặc dù gân là thay bọn em phải bỏ tiền ra và mất thời gian cho vấn đề mang đi để thay gân cô nhá. Đấy, mà các bác để ý này, gân mà rất đẹp nhá. Gân đã thay mà thay rất đẹp luôn. Và cũng không ảnh hưởng đến chất âm nhá, các bác nhá. Các bác lưu ý là đã chơi loa ấy, thì các bác chúng ta phải chấp nhận là những đôi loa này nó phải thay gân. Và cái gân nguyên bản và cái gân thay ấy, nó cũng không khác như nhau đâu các bạn. Nó đều là gân cao su thôi, nên là các bác đừng bảo là gân thay rồi nó không hay. Rồi nhiều các bác bảo là nó mất zin, nhưng mà bản chất của nó là một gân thì chẳng nhẽ bây giờ các bán cho các bác đôi loa về gân nó hỏng hết, các bác liệu các bác có mua không? Vấn đề quan trọng. Mà các bác có nghe được không nữa là quan trọng, bởi vì gân đã mục rồi, rách ra rồi thì làm sao mà nói là được các bác. Đấy. Nên là em cũng phải nói các bác và cũng như là khuyên các bác. Các bác đang xem clip này, các bác phải hiểu rõ cái tầm nhìn của nó các bác nhá, bởi vì là không ai mong muốn đi mua một đôi loa mà về phải thay gân không nhá. Còn nếu mà đã là dân chơi nhạc ấy, thì cái chuyện thay gân là cái chuyện hết sức bình thường. Với những đôi loa mà đã mục gân thì cái chuyện nó hết sức bình thường thôi nhá. Nó không có gì quá nghiêm trọng. Cái quan trọng là thùng vách đẹp, zin. Zin từ phần củ loa, các kiểu cấu tạo của loa, phân tần, loa chưa phải làm gì cả. Đấy là cái ok. Đấy. Đây là loa trái. Model là không series là 056, 3 số cuối các bác này. Đấy các bác nhá, cọc đấu loa đều cọc bắp chuối này. Cọc đồng bắp chuối nhá. Con này có công suất là 120W max này. Công suất max là 120W một loa này, một thùng nhá. 40W là cái gì đấy? Cái handling này em không rõ lắm. Max là 120W nhá. Quá 120W là loa sẽ cháy nha các bác nhá. 6 ohm trở kháng, made in Japan này. Cầu đấu loa này, âm dương rõ ràng luôn này. Loa góc cạnh đẹp nhá. Đấy, em quay chi tiết cho các bác nhá. Đấy. Các bác cứ để ý xem các shop khác ấy, rất ít shop người ta quay góc cạnh cho các bác đó. Họ rất là ít quay đó. Em không rõ là họ để giấu giếm cái điều gì, nhưng mà riêng cửa hàng em thì đều công khai hết cho các bác. 788 này. Đấy. Có thể loa đằng trước nó đẹp nhưng đằng sau nó xấu thì sao? Cái đấy nhiều khi không biết được rồi. Mà đa số là đằng xoan loa xấu đằng sau là nhiều hơn đằng trước. Đấy. Chỉ số đầy đủ các bác nhá. Dòng này thùng vách rất nặng. Đấy. Thùng rất nặng luôn. Không biết làm bằng cái gì nặng. Gỗ rồi là củ loa nó rất là... cái nam châm của nó là từ kép nữa, thành ra là nó có cái độ nặng khác thường so với những đôi loa có cùng bát 25 các bác nhá. Rất nhiều cái đôi loa Pioneer bát 25 nhưng không có cái trọng lượng nặng như những đôi loa của Onkyo cũng cùng bát 25 với nhau nhá. Riêng Onko em cảm nhận rằng những cái model 66RX77 các kiểu này nó rất nặng luôn, rất đầm. Đấy, chính vì thế những đôi loa này nó có thể vừa nghe vừa hát karaoke được các bác nhá. Đấy, đôi loa 66RX Onkyo. Hôm nay thì trong clip này thì Hoàng Gia đang kết hợp với một chiếc âm ni của hãng Sasui 607LXTRA. Dòng này chỉ đánh 8 sò than rồi. Sò có là SLAPT các bác nhá. Đấy. Đều có chỉnh bát tép 3 năng đầy đủ này, các đầu vào CD, line, tuner, follow. Đấy. Muting này, rất nhiều. Đấy, đánh Foxer này, Subric này. Đấy, rất nhiều các chức năng khác các bác nhá. Mặt gương rất đẹp. Cái dòng này thì nó cũng đánh được rất nhiều con dòng loa các bác nhá. Đấy, size của nó là size 43. Đấy. Đây, con này công suất của nó 210W này, 250W đĩa 100V. Đánh cầu A, cầu B. Đấy. Các đầu vào đây, CD, line, tuner này, phono này. Rất nhiều các cầu vào đằng sau các bác nhá. Cái này là đánh direct, tức là đánh ấy đây các bác này, đánh lọc equalizer này. Đấy. Chúng ta có thể lắp thêm equalizer và làm rè trong này nhá. Con này có thể làm rè được các bác nhá. Đấy. Thì trong clip tiếp theo thì Hoàng Gia sẽ giới thiệu chi tiết và cũng như sẽ
quay ruột gan của con Samsung 607 nó y chang này các bạn nhé. Còn trong clip ngày hôm nay thì em chỉ xin phép test đôi loa R666RX và cũng như là sẽ báo giá cho loa này các bạn nhé. Mời các bác cùng nghe lại một chút để chất âm con này nhé. Bát rất sâu và test rất sáng nhé. Quên một điều nữa là Luna này e căng còn rất là đẹp các nhá. E căng đầy đủ và đẹp nhá. Đấy. E căng còn chữ Onkyo này. Đấy các nhá, đầy đủ và đẹp nhá. Nói chung là e căng đầy đủ và đẹp. Các bác có thể về ghép thêm những con bộ vang, bộ trộn và một bộ mic nữa để các bác có thể hát karaoke tốt các nhá. Với những đôi loa này các bác có thể nghe những mic ở phòng diện tích khoảng tầm 20-30m2 trở lại. Ok, nghe đa các thể loại nhạc, nhạc bolero, nhạc mạnh, nhạc các loại nhạc luôn. Nhạc sàn, rồi nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, các loại nhạc đôi loa này có thể chơi được các bác nhé. Thì đây là một cái cấu hình các bác có thể tham khảo. Và trong clip ngày hôm nay thì Hoàng Gia Hero xin phép báo giá cho các bác đôi loa D66RX của Onkyo. Đôi loa này đẹp xuất sắc với giá là 6.800.000 đồng các bác nhé. Trên thị trường hiện nay những đôi loa này đang bán với giá khoảng từ cũng tầm khoảng tầm 6.800.000 đến 7.000.000 tùy shop. Đấy, còn với những đôi loa đẹp đã quay chi tiết góc cạnh và series đằng sau cho các bác rồi, các bác đã xem rồi và cam kết tất cả các phần loa là đều là nguyên zin trừ phần gân em đã nói trong clip các bác nhé. Giá là 6.800.000, giá không bao ship các bác nhé. Và em cũng tân tiện báo cho các bác luôn báo giá của chiếc Omni 607 LX Tra của Samsung. Dòng này thì cực kỳ phổ thông rồi. Chiếc Omni 607 LX Tra này Hoàng Gia đang bán với giá 8 triệu đồng các bác nhé, 8 triệu đồng. Đấy. Và tất cả các sản phẩm đều có cam kết bảo hành và cũng như cam kết nguyên zin cho các bác. Vâng ạ, cảm ơn các bác đang xem clip này của Hoàng Gia Đô. Và mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Đô theo cái số điện thoại như trên tấm biển nha. 0975884009. Địa chỉ mua hàng ở cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Tất cả các mặt hàng trên đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Vâng, Hoàng Gia Audio cảm ơn và chân thành cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.